Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 3 tháng 12 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tucker Carlson tiết lộ sự thật chấn động, tiết lộ hung thủ ám sát của Tổng thống John F. Kennedy và kẻ hãm hại trục xuất tướng Flynn thời Tổng thống Trump. Dân biểu George Santos bị trục xuất khỏi quốc hội trong cuộc bỏ phiếu lịch sử. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, chỉ riêng Joe Biden phải chịu trách nhiệm về tội ác này. Một mình ông ta mang tài liệu mật về nhà, ông ta không có sự giúp đỡ nào trong việc đó. Nhưng để đất nước bị xâm chiếm, đó không phải là điều bạn có thể tự mình làm được. Vì vậy, nếu Biden bị hạ bệ vì mở cửa biên giới phía Nam, rất nhiều người khác sẽ đi cùng họ. Ông ta có rất nhiều đồng phạm. Nhà nước ngầm không muốn điều đó và cuối cùng thì vấn đề là ở đây. Nhà nước ngầm sẽ chịu trách nhiệm. Đó không phải là nền dân chủ mà bạn tưởng tượng. Bây giờ chúng ta đang thấy điều đó. Vì vậy, nếu quý vị muốn hiểu, nếu quý vị thực sự muốn hiểu chính phủ Mỹ thực sự hoạt động như thế nào ở cấp cao nhất, và nếu muốn biết tại sao họ không dạy lịch sử nữa, một điều quý vị nên biết là điều phổ biến nhất tổng thống trong lịch sử nước mỹ là richard nixon tuy nhiên bằng cách nào đó không có một cử tri mỹ nào bỏ phiếu richard nixon đã bị đuổi khỏi chức vụ và được thay thế bởi tổng thống không được bầu chọn duy nhất trong lịch sử hoa kỳ vì vậy chúng tôi đã bầu tổng thống được yêu thích nhất cho một tổng thống mà không ai bầu chọn có nhiều người tự hỏi richard nixon không phải là tội phạm sao Chẳng phải ông ấy bị tất cả những người tử tế coi thường hay sao? Không, không phải vậy. Trên thực tế, nếu có tổng thống nào có thể tự nhận mình là sự lựa chọn của nhân dân, thì đó chính là Richard Nixon. Richard Nixon tái đắc cử vào năm 1972 với tỷ lệ phiếu phổ thông lớn nhất từng được ghi nhận trước đó hoặc kể từ đó. Nixon nhận được nhiều hơn đối thủ 17 triệu phiếu bầu. Chưa đầy 2 năm sau, ông đã ra đi. Ông buộc phải từ chức và bị thay thế. Làm thế nào điều đó xảy ra? Cha, đó là câu chuyện dài, nhưng đây là những điểm nổi bật và chúng cho bạn biết nhiều điều. Richard Nixon tin rằng các phần tử trong bộ máy quan liêu liên bang đang hoạt động nhằm phá hoại hệ thống chính quyền Mỹ và đã làm điều đó trong một thời gian dài. Ông ấy đã hoàn toàn đúng. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1972, Nixon gặp giám đốc CIA lúc bấy giờ là Richard Howe tại tòa Bạch Ốc. Trong cuộc trò chuyện rất may là đã được ghi âm nixon gợi ý rằng ông biết ai đã bắn john nghĩa là tổng thống john f kennedy nixon còn ngụ ý thêm rằng cia có liên quan trực tiếp đến vụ ám sát kennedy điều mà ngày nay chúng ta biết là như vậy phản ứng của hound hoàn toàn im lặng nhưng đối với nixon điều đó không thành vấn đề vì nó đã kết thúc rồi Bốn ngày trước đó, vào ngày 19 tháng 6, tờ The Washington Post đã đăng bài đầu tiên trong số rất nhiều câu chuyện về vụ đột nhập vào tòa nhà văn phòng Watergate. Nixon không biết và The Washington Post không báo cáo. Bốn trong số năm tên trộm làm việc cho CIA. Câu chuyện đầu tiên trong số nhiều câu chuyện Watergate không trung thực được viết bởi một phóng viên tàu điện ngầm 29 tuổi tên là Bob Woodward. Chính xác thì Bob Woodward là ai? Ông ấy không phải là nhà báo, Bob Woodward không có kiến thức nền tảng gì về kinh doanh tin tức. Thay vào đó, Bob Woodward trực tiếp đến từ các khu vực mật của chính phủ liên bang. Trước Watergate không lâu, Woodward là sĩ quan hải quân tại ngũ giác đài. Ông ấy đã có giấy phép tối mật và làm việc thường xuyên với các cơ quan tình báo. Đôi khi, Woodward thậm chí còn được cử đến tòa bạch ốc của Nixon, nơi ông tiếp xúc với các trợ lý hàng đầu của Richard Nixon. Ngay sau khi rời hải quân, vì những lý do chưa bao giờ rõ ràng, Woodward đã được hãng tin quyền lực nhất ở Washington thuê và giao cho câu chuyện lớn nhất nước này. Để làm rõ điều gì đang thực sự xảy ra, nguồn tin chính của Woodward cho loạt bài về Watergate của ông ấy là phó giám đốc FBI Mark Phil và Mark Phil đã điều hành chương trình Coistelbro của FBI. Đó là được thiết kế để bí mật làm mất uy tín của các chính trị gia, các cơ quan liên bang muốn tiêu diệt những người như Richard Nixon. Đồng thời, chính những cơ quan đó cũng đang nỗ lực hạ bệ phó tổng thống được bầu của Nixon, Spiro Agnew. Vào mùa thu năm 1973, Agnew bị truy tố tội trốn thuế và buộc phải từ chức. Người thay thế ông là một nghị sĩ không màu da từ Grand Rapids tên là General Ford. Trình độ chuyên môn của Ford cho công việc là gì? Cha, anh ta đã phục vụ trong ủy ban Warren, cơ quan đã miễn trách nhiệm cho CIA về vụ sát hại tổng thống Kennedy. Nixon đã được các đảng viên đảng Dân Chủ tại Quốc hội ủng hộ mạnh mẽ để chấp nhận General Ford. Chúng tôi không cho Nixon lựa chọn nào khác ngoài Ford. Chủ tịch Hạ viện Carl Albert sau đó đã khoe khoang. Tám tháng sau, General Ford của Ủy ban Warren trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Xem nó hoạt động như thế nào, vì vậy đó là sự thật, không phải suy đoán. Tất cả những điều đó thực sự đã xảy ra. Phần lớn nội dung đó thực sự có trên Wikipedia nhưng chưa có tổ chức tin tức chính thống nào kể lại câu chuyện đó điều đó quá rõ ràng nhưng lại bị cố tình phớt lờ và kết quả là washington thường trực vẫn chịu trách nhiệm về hệ thống chính trị của chúng ta những người không được bầu chọn trong các cơ quan liên bang đưa ra những quyết định lớn nhất trong chính phủ mỹ và đè bẹp bất kỳ ai cố gắng kiềm chế họ trong quá trình đó nền dân chủ của chúng ta trở thành một trò đùa Bây giờ, bạn có thể nhận thấy rằng, người đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Trump mà các cơ quan theo đuổi là tướng Michael Flynn. Tại sao lại là Flynn? Bởi vì Mike Flynn vốn là một sĩ quan tình báo quân đội chuyên nghiệp, người điều hành cơ quan tình báo quốc phòng. Nói cách khác, Mike Flynn biết chính xác hệ thống hoạt động như thế nào và kết quả là ông ấy có khả năng chống trả. 4 ngày sau lễ nhậm chức của Donald Trump, FBI đã dụ Mike Flynn đến một cuộc họp mà không có luật sư, dàn dựng hàng loạt tội ác giả dạ và buộc ông phải từ chức. Vì vậy, đó là cách mọi việc thực sự diễn ra ở Washington. Chúng ta hãy ngừng nói dối về nó. Trong khi đó, Joe Biden đã hú hét như linh cẩu khi Bộ Tư pháp tiêu diệt Mike Flynn. Vì vậy, chúng ta phải nói rằng, có một sự công bằng sai lầm nào đó khi chứng kiến điều gì đó tương tự xảy ra với chính Joe Biden 6 năm sau đó. Joe Biden không đáng được chúng ta thông cảm, ông ta đáng bị đánh đập, nhưng đừng khóc thương cho ông ta. Tuy nhiên, phần còn lại của chúng ta xứng đáng có một hệ thống tốt hơn, một nền dân chủ thực sự. Khi không có ai bỏ phiếu để điều hành mọi thứ, bạn không đang sống ở một đất nước tự do. Dân biểu George Santos bị trục xuất khỏi quốc hội trong cuộc bỏ phiếu lịch sử Thưa quý vị, đây là lần thứ sáu Hạ viện trục xuất một thành viên trong lịch sử 234 năm của mình. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 12, lần thứ sáu trong lịch sử Hoa Kỳ, Hạ viện với bề dày 234 năm đã trục xuất một thành viên, dân biểu George Santos thuộc đảng Cộng Hòa. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng về nghị quyết này do Chủ tịch Đạo đức Hạ viện Michael Guest đưa ra về dân biểu Santos đã đạt tỷ lệ là 310 phiếu thuận, 115 phiếu chống với 2 phiếu trắng, đáp ứng 2 phần 3 số phiếu cần thiết cho nghị quyết này. 105 dân biểu đảng Cộng hòa cùng với 206 dân biểu dân chủ ủng hộ việc trục xuất, trong khi hai dân biểu đảng dân chủ Naima William và Bobby Scott cùng với 112 thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối. Họ vừa đặt ra một tiền lệ nguy hiểm mới, ông Santos với vẻ thách thức nói với các phóng viên khi vừa rời phòng hạ viện. Đây có lẽ là lần cuối cùng ông được vào phòng này. Trước cuộc bỏ phiếu, vị nghị sĩ New York này dường như phó mặc cho số phận, nói rằng ông biết sẽ có đủ số phiếu để truất với ông. Tôi đã chấp nhận số phận. Ông nói với Fox News, nếu Chúa muốn giữ tôi ở lại đây thì tôi sẽ ở lại, còn nếu Ngài muốn tôi ra đi thì tôi sẽ ra đi, và tôi sẽ làm điều đó một cách hòa nhã. Trong một cuộc tranh luận tại sàn Hạ Viện, những người ủng hộ và phản đối đã đưa ra quan điểm của họ về việc Hạ Viện có nên trục xuất ông Santos hay không. Ông Guest nói, Ông George Santos đã xây dựng nhân cách, đời sống cá nhân và sự nghiệp chính trị của mình trên nền tảng những lời dối trá. Dân biểu Susan Will thuộc đảng Dân chủ bang Pennsylvania cho biết, ông Santos không phải là nạn nhân mà ông là thủ phạm gây ra một vụ lừa đảo lớn đối với cử tri của mình. Tuy nhiên, thì dân biểu Matt Gay cho biết, ông Santos không nên bị trục xuất vì ông ấy chưa bị kết án về bất kỳ cáo buộc nào trong số 23 cáo buộc liên bang mà ông ấy phải đối mặt nhưng không nhận tội. Phiên tòa xét xử ông Santos dự kiến bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 năm 2024. Dân biểu Chanel cảnh báo rằng, nếu ông Santos bị trục xuất thì như thế sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho quốc hội nhiệm kỳ này. Sau cuộc bỏ phiếu, dân biểu Darrell Issa thuộc đảng Cộng Hòa nói với The Epoch tham rằng cuộc bỏ phiếu này là một sai lầm. Ông George đã phạm sai lầm và lẽ ra ông ấy phải bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện xử phạt ông nói nhưng tôi tin rằng tiêu chuẩn ngày xưa rằng khi bị kết án thì mới bị trục xuất là tiêu chuẩn tốt cho hầu hết mọi người cuối cùng thêm một lời kết Emily và cộng sự rất mong quý ông bà cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.